Cháy rừng và thiên tai tàn phá miền Nam châu Âu. Mưa bão ở Thụy Sĩ và miền Bắc nước Ý đã gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Berlin, cơn bão đầu tiên của Đại Tây Dương trong năm 2024 đổ bộ. Mưa lớn ở Thượng Hải và nỗi khổ của người dân sống ở chung cư. Ấn Độ, một gia đình bị cuốn trôi ở thác Lovanvala. Lũ quét ở New Mexico, người dân ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng nước lũ màu đen. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng trên kênh DBC, bản tin cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng bước vào nội dung chi tiết. Cháy rừng tàn phá miền Nam châu Âu. Thưa quý vị, miền Nam châu Âu đang đối đầu với một loạt các hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt. Cháy rừng bùng phát gần thủ đô của Hy Lạp cùng với mưa gió, lũ lụt, lở đất gây thương vong và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân ở Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ý. Hai vụ cháy rừng lớn bùng phát gần thủ đô Athens của Hy Lạp vào cuối tuần đã khiến chính quyền phải ban hành lệnh sơ tán khẩn cấp và kêu gọi người dân ở trong nhà đóng cửa sổ để che chắn khỏi khói. Các quan chức địa phương cho biết trận cháy rừng đầu tiên bùng phát ở phía đông nam Athens và nhanh chóng nhấn chìm ít nhất 4 ngôi nhà và một số ô tô. Ngọn lửa đang tiến về phía cảng Lavro, cách Athens khoảng 60 km về phía đông nam. Khu vực này vốn bị tàn phá bởi các vụ cháy rừng trước đây, giờ lại phải đối mặt với những mối đe dọa mới. Các nhà chức trách đặc biệt lo ngại về một khu rừng nhỏ gần Cape Sounio cũng có thể gặp nguy hiểm. Đám cháy thứ hai bùng phát nhanh ở phía bắc Athens, gần vùng ngoại ô Samatha. Ngọn lửa này đã thiêu rụi các bụi rậm và rừng lan trên các sườn núi Prenteli cao 1.100m. Đây là một trong bốn ngọn núi bao quanh khu vực thủ đô. Cục cứu hỏa Hy Lạp báo cáo rằng một lực lượng kết hợp gồm 230 lính cứu hỏa được hỗ trợ bởi 17 máy bay và 12 trực thăng đang tích cực dập tắt cả hai đám cháy. Tuy nhiên, các hoạt động chữa cháy trên không không chỉ giới hạn vào ban ngày. Điều này gây ra thách thức đáng kể cho các nỗ lực cứu hỏa. Thời tiết nắng nóng, khô và cùng với gió mạnh đã làm trầm trọng thêm sự lây lan của các đám cháy rừng. Bão ở Thụy Sĩ và miền Bắc nước Ý đã gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng. Thưa quý vị, bão ở Thụy Sĩ và miền Bắc nước Ý đã gây ra lũ lụt và lở đất trên diện rộng, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng tính đến đầu ngày 1 tháng 7. Ba nạn nhân đã được tìm thấy sau một trận lở đất ở khu vực Fontana thuộc thung lũng Marja thuộc bang Ticino nằm ở phía nam dãy Alps. Bão và mưa lớn cũng đã tấn công miền Nam và miền Tây Thụy Sĩ kể từ cuối tuần trước. Các khu vực cắm trại dọc theo sông Manja đã được sơ tán và một phần của cây cầu đường nhỏ Vislesto đã bị sập. Một người được báo cáo là mất tích ở thung lũng La Vizara gần đó. Xa hơn về phía bắc, sông Rome đã tràn bờ và một số khu vực thuộc bang Valais, nước lũ làm ngập xa lộ và tuyến đường sắt. Lũ lụt, dông bão và lở đất cũng đã tấn công nhiều khu vực khác nhau ở miền Bắc nước Ý. Lính cứu hỏa cho biết họ đã thực hiện khoảng 80 hoạt động cứu hộ, sơ tán hàng chục người ở vùng Piedmont phía Bắc. Cơ quan an ninh dân sự cho biết vài trăm người đã được sơ tán ở Valais và các con đường đã bị đóng cửa sau khi sông Rhone và các nhánh của nó tràn bờ ở nhiều địa điểm khác nhau. Các dịch vụ khẩn cấp đang nỗ lực sơ tán 300 người đến tham dự một giải đấu bóng đá ở Pescia, trong khi gần 70 người khác đang được sơ tán khỏi một trại nghỉ dưỡng ở làng Mono. Cảnh sát trước đó cho biết thời tiết xấu khiến công tác cứu hộ trở nên đặc biệt khó khăn khi một số thung lũng không thể tiếp cận được cùng với tình trạng mất điện. Nước uống cũng đang là một vấn đề cấp bách. Lượng mưa lớn cũng tấn công miền Đông Nam Thụy Sĩ vào cuối tuần trước khiến một người thiệt mạng và gây thiệt hại lớn. Berlin, cơn bão đầu tiên của Đại Tây Dương năm 2024. Bão Berlin, cơn bão đầu tiên của mùa bão Đại Tây Dương năm 2024, đã được dự báo sẽ đổ bộ vào đảo Carriaco của Grenadines tại vùng biển Caribe với cường độ cấp 4 cực kỳ nguy hiểm. Với sức gió lên đến hơn 240 km/h, đây là cơn bão mạnh nhất từng được biết đến đi qua khu vực này trong hai thập kỷ qua. Các cộng đồng trên đảo phải đối phó với hiện tượng nước dâng do bão, gió mạnh và lũ quét đe dọa tính mạng.
Sức gió mạnh và mưa như chút nước của cơn bão đã gây ra tình trạng mất điện, ngập đường phố và lũ lụt do bão ở một số khu vực của Grenadines, Grenada, Barbados và Tobago vào thứ Hai. Sự xuất hiện của Benri đánh dấu sự khởi đầu đặc biệt sớm của mùa bão Đại Tây Dương. Jim Cosin, chuyên gia về bão và cố vấn khoa học tại tổ chức phi lợi nhuận First Street Foundation, cho biết Berin đang phá kỷ lục trong tháng 6 và đánh bại kỷ lục trước đó của bão Dennis hình thành vào ngày 8 tháng 7 năm 2005. Mưa lớn ở Thượng Hải và nỗi khổ của người dân sống ở chung cư. Thưa quý vị, gần đây, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở Thượng Hải gây ùn tắc giao thông và ngập úng trên diện rộng. Mùa mưa cũng đã gây những khó khăn cho người dân đang sống ở các khu vực chung cư cao tầng. Nhiều người đã than phiền về tình trạng nhà của họ bị thấm nước và một số hình ảnh được đăng tải các nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc đã khiến dư luận bàn luận sôi nổi. Mưa lớn ở Thượng Hải khiến nước ứ đọng ở nhiều nơi, nước tích tụ tại lối vào ga tàu điện ngầm, lối vào trung tâm mua sắm, khu dân cư và những nơi khác. Người đi bộ phải lội qua nước trong khi các phương tiện di chuyển chậm trong nước. Đối với người dân sống ở vùng trũng thấp, việc nước vào nhà là chuyện thường xuyên xảy ra. Đối với cư dân sống trong các tòa nhà cao tầng, vấn đề rò rỉ nước mưa lại càng khiến họ đau đầu hơn. Diễn viên Trần Hách đã đăng video lên mạng xã hội cho thấy tình huống khó xử của anh khi nhà bị mưa dột. Vào ngày 30 tháng 6, nam diễn viên Trần Hách đã đăng một đoạn video lên Weibo cho thấy nhiều nơi trong nhà anh nước mưa rò rỉ. Trong video, nước liên tục chảy xuống từ trần nhà của Trần Hách và anh đang phải dùng chậu nhựa để hứng nước. Trần Hách nói, khi trời mưa ở Thượng Hải, căn nhà biến thành một thác nước khổng lồ. Anh ấy còn nói rằng nhà của anh giống như một hang động có màn nước, khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng trong Tây Du Ký. Video của anh đã thu hút đông đảo sự chú ý và bình luận của cư dân mạng. Một số cư dân mạng cho rằng, hóa ra những căn hộ cao cấp cũng bị dột. Trong đợt mưa lớn này, nhiều người dân ở Thượng Hải cũng gặp phải vấn đề tương tự như Trần Hách. Việc rò rỉ nước ở nhà cao tầng thường liên quan đến chất lượng công trình và hệ thống thoát nước. Những trận mưa lớn, đặc biệt là ở một số công trình cũ đã xuống cấp, các vấn đề như hệ thống thoát nước cũ kỹ càng nghiêm trọng hơn. Nhiều cư dân mạng đã chuẩn bị sẵn sàng các dụng cụ chống thấm tại nhà như chậu nhựa, khăn, băng keo để ứng phó kịp thời khi xảy ra hiện tượng rò rỉ nước mưa. Dự báo trong ngày hôm nay và ngày mai, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đến Quý Châu, Quảng Tây. Một số khu vực sẽ có mưa dông lớn và mưa dông to cục bộ. Sau ngày 3 tháng 7, vành đai mưa di chuyển về phía Bắc, lượng mưa ở Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử có thể sẽ suy yếu. Ấn Độ, một gia đình bị cuốn trôi ở thác Lonavala. Thưa quý vị, những trận mưa lớn đã đem lại cho Ấn Độ những thiệt hại đáng kể. Sau vụ sập mái nhà ga số 1 ở sân bay thủ đô, thì mới đây một vụ tai nạn thương tâm khác cũng vừa được báo cáo. Theo Giám đốc Cảnh sát Nông thôn Pune Pankaj Deshmukh, một phụ nữ và 4 trẻ em chết đuối ở thác nước gần đập Busi ở Lonavala. 3 nạn nhân đã được tìm thấy sau khi kết thúc các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là thành viên trong một gia đình, họ đang trong chuyến dã ngoại và thảm kịch xảy ra. Vụ việc xảy ra ở phía sau đập Busi dưới thác nước tại khu vực Lonavala của Pune vào khoảng 12 giờ 30 trưa Chủ nhật. Trong nỗ lực chung của cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp, một hoạt động cứu hộ đang được tiến hành để tìm kiếm những đứa trẻ mất tích. Ấn Độ đã chứng kiến một đợt mưa lớn kỷ lục. Các cảnh báo về mưa vừa đến mưa to đã được ban hành cho Delhi cho đến thứ Ba. Cơ quan thời tiết cũng đã ban hành cảnh báo về lượng mưa cực lớn trong 2 ngày tới ở các tiểu bang Đông Bắc, đặc biệt là ở Arunachal Pradesh. Mưa lớn nhiều ngày cũng gây nên các hiện tượng lở đất đá nguy hiểm. Cảnh tượng được ghi lại ở Jammu, Ấn Độ cho thấy một trận lở đất chặn đường Kiskwa Panda. Các trận lở đất khiến ách tắc giao thông nghiêm trọng cùng với các nguy cơ thiệt hại tài sản và uy hiếp tính mạng người dân. Theo cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ, mưa sẽ tiếp tục xảy ra ở một số vùng trong 4 đến 5 ngày tới. Lũ quét ở New Mexico, người dân ngạc nhiên khi nhìn thấy dòng nước lũ màu đen. Thưa quý vị, mưa lớn và gió mạnh đã dẫn đến lũ quét ở thành phố Albuquerque, bang New Mexico vào hôm cuối tuần qua. Tại trung tâm thành phố, người dân đã chứng kiến những chiếc ô tô cùng các phương tiện khác trên giao lộ ngập nước. Nhưng cảnh tượng khiến người ta chú ý nhiều hơn là dòng nước lũ đen xì. Nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên trước hiện tượng này và đặt câu hỏi vì sao dòng nước lũ có màu đen.
Lý do của hiện tượng kỳ lạ này là do dòng nước lũ mang theo muội than từ trận cháy rừng trước đó. Hơn 20 người đã mất tích sau hai vụ cháy bùng phát vào giữa tháng 6 và khiến người dân thị trấn Ruidoso, một thị trấn có khoảng 7.500 người phải sơ tán. Trận cháy rừng ở South Fork Fire đã quét qua các thành phố của tiểu bang New Mexico, nước Mỹ. Cảnh sát tiểu bang này cho biết có 2 trường hợp tử vong liên quan đến các vụ cháy rừng và trận hỏa hoạn này đã thiêu rụi hơn 25.000 mẫu anh ở Ruidoso và các vùng lân cận. Các đám cháy bùng phát tại khu bảo tồn Mescalero Apache vào ngày 17 tháng 6 và sau đó lan rộng ra phía đông do nhiệt độ cao và gió. Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được điều tra làm rõ. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, share và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.